Trước mỗi đầu năm học, việc lựa chọn ngôi trường luôn là vấn đề được rất nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm và trăn trở, đặc biệt là đối với các em chuẩn bị bước vào bậc phổ thông trung học. Chọn được ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt sẽ mang lại ý nghĩa rất lớn cho tương lai của các em sau này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trường Trung học phổ thông Việt Âu là một trong những cái tên nổi bật được nhiều học sinh và các bậc phụ huynh nhắc đến và lựa chọn. Xin chào tất cả các em. Vậy là thêm một tuần nữa, cô và các em lại phải gặp nhau qua màn hình máy tính hoặc là smartphone rồi. Và cô Nga hy vọng đây sẽ là tuần học cuối, vì nghe đồn tuần sau chúng ta sẽ đi học lại rồi đó nha. Và ở tuần học trước thì chúng ta đang dừng ở dạng bài tập, đó là xác định vị trí, tính chất cũng như là độ lớn của một ảnh tạo bởi một thấu kính bất kỳ. Vậy thì tiếp theo trong buổi học ngày hôm nay, cô sẽ dạy gì? Các em hãy cùng theo dõi nha. Và dạng bài tập tiếp theo mà cô sẽ hướng dẫn các em trong chuỗi bài tập về thấu kính, đó chính là xác định vị trí của vật và ảnh khi mà chúng ta biết tiêu cự của thấu kính cũng như là hệ số phóng đại ra. Thì công thức đầu tiên mà cô muốn nhắc lại, đó là công thức chúng ta đi xác định vị trí của ảnh và vật là 1 trên F sẽ bằng 1 trên D cộng 1 trên D phẩy. Nhưng mà cô Nga thì cô Nga thích công thức này hơn, đó là công thức F sẽ bằng D nhân D phẩy trên D cộng D phẩy. Và cô đặt là phương trình số 1 nha các em. Công thức thứ hai mà cô muốn nhắc lại, đó là công thức về hệ số phóng đại ca. Và nếu xét về độ lớn thì ca của chúng ta sẽ bằng độ dài đại số của ảnh A'B' trên cho vật AB. Còn nếu xét về giống thì ca sẽ bằng trừ D' trên D. Và phương pháp để xác định vị trí của vật và ảnh khi mà chúng ta biết tiêu cự của thấu kính cũng như hệ số phóng đại ca như thế nào thì các em cùng theo dõi trên bảng. Đầu tiên các em sẽ cùng với cô đi vào xét trường hợp 1. Khi mà vật và ảnh của chúng ta cùng chiều với nhau, vậy vật và ảnh cùng chiều thì chắc chắn hệ số phóng đại ca của chúng ta sẽ là một số dương, đúng không nào? Và lúc này cô sẽ có trừ D phẩy trên D sẽ nhận giá trị dương, đó chính là ca. Và cô dễ dàng suy ra được D phẩy sẽ bằng trừ ca lần D. Và cô đặt đây là phương trình số 2. Và để tìm được vị trí của vật và ảnh trong trường hợp 1, vật ảnh cùng chiều, thì các em chỉ cần giải cho cô hệ phương trình. Trong đó phương trình 1 của chúng ta đó chính là F sẽ bằng D nhân D phẩy trên D cộng D phẩy. Và phương trình số 2 sẽ là D phẩy sẽ bằng trừ K lần D. Thì chắc chắn các em sẽ tìm được D và D phẩy. Và cụ thể để tìm được D và D phẩy như thế nào thì ở phần bài tập cô sẽ hướng dẫn chi tiết. Vậy nếu như vật và ảnh của chúng ta ngược chiều với nhau thì các em hãy đi vào xét cho cô trường hợp số 2. Đó là hệ số phóng đại ca của chúng ta chắc chắn sẽ nhận giá trị âm. Và lúc này trừ D phẩy trên D của chúng ta sẽ nhận giá trị là trừ K. Và cô suy ra được D phẩy sẽ là bằng K lần D. Và cô đặt đây là phương trình số 3. Và tiếp tục như giống như trường hợp số 1, để xác định vị trí của vật và ảnh trong trường hợp vật ảnh ngược chiều thì các em chỉ cần giải cho cô hệ phương trình. Trong đó phương trình 1 của chúng ta chính là F sẽ bằng D nhân D phẩy trên D cộng D phẩy. Và phương trình số 3 của chúng ta sẽ là D phẩy sẽ bằng K lần D. Thì chắc chắn các em sẽ tìm được D và D phẩy. Cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ đi vào ví dụ đầu tiên, đó là ví dụ 1. Chúng ta có nội dung như sau. Cô có một vật sáng AB cao 2cm đặt vuông góc trên trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự là 20cm. Cho ảnh A'B' cao 4cm và ngược chiều với vật. Cô yêu cầu các em đi xác định vị trí của vật và ảnh. Vậy bước đầu tiên chúng ta sẽ làm gì nào? Đó là chúng ta sẽ đi tóm tắt đề cùng với cô. Đề cho vật sáng AB cao 2cm và cho ảnh A'B' là bằng 4cm. Thấu kính hội tụ có tiêu cự là 20cm. Và một lưu ý đó là thấu kính hội tụ các em đã được học rồi. Về quy ước dấu thì thấu kính hội tụ của chúng ta tiêu cự và độ tụ sẽ nhận giá trị dương. Và trong trường hợp này F của chúng ta là bằng 20cm. Và đây yêu cầu các em sẽ đi tìm vị trí của vật, đó là D. Và vị trí của ảnh đó chính là D phải. Và bước đầu tiên chúng ta sẽ làm đó chính là đi tìm cho cô hệ số phóng đại ca. Và nếu xét về độ lớn thì hệ số phóng đại ca của chúng ta
trường hợp 2, vận ảnh ngược chiều. Từ đó chúng ta sẽ có thể áp dụng và tìm chính xác được D và D phẩy. Thì khi mà đọc lại đề, chúng ta sẽ thấy đề cho chúng ta là gì nhỉ? Ảnh A phẩy B phẩy ngược chiều với vật. Rồi cô ghi lại ở đây nhé. Ảnh ngược chiều với vật. Ảnh ngược chiều với vật thì rõ ràng nó rơi vào trường hợp số 2 rồi đúng không nào? Rồi, cô mẫu hoặc ở đây một chút, đó là trường hợp 2 rồi. Vậy thì rơi vào trường hợp 2 thì các em chỉ cần đi cột giải cho cô hệ phương trình sau đây. Phương trình thứ nhất của chúng ta sẽ là F sẽ bằng D nhân D phẩy trên D cộng D phẩy. Và phương trình thứ hai của chúng ta sẽ là D phẩy sẽ bằng K lần D. Mà K chúng ta tìm được là bằng 2. Thì phương trình hệ phương trình này sẽ tương đương như sau. Đó là F sẽ bằng D nhân D phẩy trên D cộng D phẩy. Và cô đặt phương trình này là phương trình sao? Và D phẩy của chúng ta sẽ bằng 2 lần D. Rồi đến đây các em lưu ý, ở vị trí này thì D phẩy của chúng ta bằng 2 lần D. Vậy ở công thức sao mà cô đánh dấu này các em? Thì chỗ nào có D phẩy các em thay bằng 2 lần D cho cô. Chỗ nào có D phẩy thì thay bằng 2 lần D nha. Vậy thì tương đương phương trình sao của chúng ta sẽ có dạng đó là F sẽ bằng D nhân 2D trên D cộng D phẩy sẽ là cộng 2D. Thì cô sẽ ra được kết quả là 2/3D. Rồi F thì bằng 2/3D. Mà F là tiêu cự của thấu kính, đề cho là 20cm rồi. Vậy đến đây các em có thể thế số và tìm được D không nào? Chắc chắn các em sẽ tìm được D. D của chúng ta sẽ là bằng 30cm. Rồi nếu có D, có vị trí của vật rồi, thì làm thế nào để tìm được vị trí của ảnh? Thì các em nhìn cho câu công thức đó là D phẩy thì bằng 2 lần D. Mà D các em tìm được rồi thì chắc chắn các em cũng sẽ tìm được D phẩy đúng không nào? Và D phẩy của các em, D phẩy sẽ bằng 60cm. Và đến đây cô Nga sẽ kết luận đó là gì? Vật cách thấu kính là 30cm. Còn ảnh thì cách thấu kính là 60cm. Các em cùng quan sát lại một lần nữa ví dụ số 1. Tiếp theo, các em sẽ cùng với cô đi vào làm ví dụ số 2. Ví dụ số 2 của chúng ta đó là một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ. Thì cho ảnh A phẩy B phẩy bằng 1/2 lần AB. Và đề cũng yêu cầu chúng ta đi xác định vị trí của vật và ảnh tương tự như ví dụ số 1. Vậy thì bước đầu tiên các em sẽ cùng với cô đó là chúng ta sẽ đi tóm tắt đề. Rồi cô sẽ tóm tắt đề như sau. Đề cho chúng ta hai dữ kiện. Dữ kiện đầu tiên đó là ảnh A phẩy B phẩy thì bằng 1/2 lần AB. Dữ kiện tiếp theo mà đề cho đó là tiêu cự của thấu kính phân kỳ. Rồi các em chú ý, tại sao cô Nga lại tóm tắt tiêu cự của thấu kính phân kỳ là bằng -12cm? Thì hãy nhớ lại ở những buổi học trước, khi mà chúng ta tìm hiểu về thấu kính phân kỳ thì cô đã nói đó chính là đối với một thấu kính phân kỳ thì tiêu cự cũng như độ tổ sẽ nhận giá trị âm. Và trong trường hợp này, tiêu cự của thấu kính phân kỳ của chúng ta sẽ nhận giá trị là -12cm. Bạn nào mà tìm ra tiêu cự của một thấu kính phân kỳ mà ra 12cm là bạn đó sai nha các em. Và bước tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm đó là sẽ đi xác định vị trí của vật là D. Và vị trí của ảnh sẽ là D phẩy. Rồi, vậy thì tương tự ví dụ 1, việc đầu tiên sẽ làm đó là đi xác định hệ số phóng đại K. Rồi, người ta cho chúng ta ảnh A phẩy B phẩy bằng 1/2 lần AB. Rồi, vật sáng AB nguyên. Vậy tóm lại hệ số phóng đại K sẽ là bằng
phần 2, đúng không nào? Rồi bước tiếp theo cũng là bước quan trọng nhất, đó là đọc lại ví dụ số 2 một lần nữa cho cô và xét xem ví dụ số 2 của chúng ta rơi vào trường hợp 1 hay là trường hợp số 2. Nhưng mà khi các em đọc lại ví dụ số 2, các em vẫn không thể tìm được là ảnh cùng chiều hay là ngược chiều với vật. Thì hãy nhớ lại một chút, ở buổi học trước cô Nga đã dạy rồi, đó là gì? Với mọi vật thật xét đối với thấu kính bất kỳ nha các em, mà chúng ta xét trường hợp là vật thật thì luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật, đúng không nào? Rồi cô ghi lại nào, thấu kính phân kỳ thì luôn cho ảnh ảo cùng chiều với vật. Vậy thì rõ ràng đã rơi vào trường hợp số 1 rồi nha các em. Mà trường hợp số 1 thì các em chỉ cần giải cho cô hệ phương trình, đó là 1 và 2. Vậy 1 là gì các em quan sát nào? 1 sẽ là F sẽ bằng D nhân D phẩy trên D cộng D phẩy. Và phương trình 2 là D phẩy sẽ bằng trừ K lần D. Mà K các em tìm được rồi, K bằng 1 phần 2. Rồi cô thấy rồi, tương đương đối với thấu kính phân kỳ thì một lưu ý, đó là
thấu kính phân kỳ nếu xét trường hợp vật thật thì sẽ luôn cho chúng ta ảnh là ảnh ảo, đúng không nào? Vậy thì trường hợp chúng ta xét trong thấu kính phân kỳ sẽ là trường hợp vật ảnh khác tính chất. Lúc này D cộng D phẩy của các em sẽ là bằng L. Vậy cụ thể để giải bài toán này như thế nào thì các em sẽ cùng với cô đi vào làm ví dụ tiếp theo. Đó sẽ là ví dụ số 3. Ví dụ số 3, vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự là 10cm và vật sáng AB này cho chúng ta là ảnh thật lớn hơn vật và cách vật là 45cm và đề cũng yêu cầu chúng ta đi xác định vị trí của vật cũng như là của ảnh. Vậy thì các em sẽ cùng với cô đi vào tóm tắt đề ví dụ số 3 này. Rồi đề cho chúng ta gì nào? Đề cho chúng ta tiêu cự thấu kính hội tụ là 10cm. Tiếp theo, đề cho ảnh cách vật là 45cm và nếu cô gọi L chính là khoảng cách giữa vật và ảnh thì L của chúng ta sẽ bằng 45cm. Đề yêu cầu các em đi xác định vị trí đặt vật và vị trí của ảnh. Đó chính là D và D phẩy. Rồi bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Bước tiếp theo là đọc lại đề và chúng ta thấy là đề cho chúng ta là thấu kính hội tụ. Cô ghi ở đây thấu kính hội tụ. Vậy thì thấu kính hội tụ thì các em sẽ đi xét cho cô nó rơi vào trường hợp 1 hay là trường hợp 2 của thấu kính hội tụ, là trường hợp vật thật ảnh thật hay là trường hợp vật thật ảnh ảo. Thì các em cùng đọc lại đề. Chúng ta đang xét là vật thật mà đề cho chúng ta gì nào? Đề cho chúng ta ảnh thật này bên. Ảnh thật. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có ảnh và vật cùng tính chất. Vật ảnh cùng tính chất thì cô sẽ có đó là D cộng D phẩy sẽ là bằng L. Và cô đặt đây là phương trình sao. Mà cô có gì nữa? Cô các em quan sát mà D phẩy thì bằng D nhân F chia D trừ F. Công thức này cô đã giới thiệu ở những buổi học trước rồi đúng không nào? Và F chính là tiêu cự của thấu kính. Mà tiêu cự đề cho là 10cm thì chỗ nào có F? Ở vị trí nào có F? Các em thay cho cô bằng 10cm cô. Rồi cô thay như xong. Lúc này D phẩy của cô sẽ là bằng 10D trên D trừ 10. Rồi quay trở lại với phương trình sao. Các em quan sát ở vị trí nào có D phẩy thì các em thay bằng 10D trên D trừ 10 vô cho cô. Rồi vậy thì phương trình sao của cô sẽ tương đương với cái gì? Cô tương đương cả D cô giữ nguyên. D phẩy cô thay là bằng 10D trên D trừ 10 bằng L. L đề cho là 45cm. Rồi đến đây một số bạn kêu quá đơn giản rồi. Chúng ta bấm máy tính và chúng ta tìm ra D là bằng 10, 20 hay là 30cm gì đó. Vậy thì tương ứng với D thì các bạn cũng sẽ tìm được D phẩy. Nhưng các em lưu ý, bài toán đến đây nếu các em dừng lại và bấm máy thì bài toán mới chỉ đúng một nửa thôi nha. Và yêu cầu của cô đó là các em phải quy đồng mẫu lên và các em đi giải cho cô phương trình bậc 2 thì các em sẽ tìm được ra hai nghiệm đó tương ứng chính là hai vị trí đặt vật và tương ứng với hai vị trí đặt vật đó thì chúng ta tìm được hai vị trí tạo ảnh. Và các em quan sát cô quy đồng mẫu, cô nhân thằng này lên đây rồi tương ứng nhân thằng này lên đây rồi. Vậy thì cô sẽ có nè D bình trừ 10D cộng 10D sẽ bằng 45D nè trừ cho 450. Rồi cô chuyển về đổi dấu nè, D bình trừ 45D cộng 450 bằng 0. Rồi đến đây các em thấy xuất hiện phương trình bậc 2 rồi. Thì nhiệm vụ của chúng ta là gì? Hãy bấm máy và giải cho cô phương trình bậc 2 này và tìm ra hai nghiệm tương ứng. Đó chính là các em sẽ có là D của các em sẽ là bằng 30cm và D của các em tiếp tục sẽ là bằng nghiệm thứ hai là bằng 15cm. Vậy thì tương ứng với D và
bằng 30 cm. Làm thế nào để chúng ta tìm được d phẩy? Thì các em quan sát lại phương trình sao một lần nữa. D cộng d phẩy thì bằng l. Chúng ta có d rồi, chúng ta có l rồi, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm được d phẩy. Vậy tương ứng với d bằng 30 cm thì các em sẽ tìm được d phẩy sẽ là bằng 15 cm. Và d phẩy tiếp theo ở trường hợp thứ hai đó là bằng 30 cm. Và lưu ý cho cô trước khi kết thúc ví dụ số 2, đó là khi mà các em bấm máy ra hai nghiệm d là bằng 30 và d bằng 15 cm này, thì cả hai nghiệm này cô Nga đều nhận các em, cả hai nghiệm này cô đều nhận. Lý do là gì? Chúng ta đang xét vật thật mà cả hai nghiệm này thì đều cho chúng ta là vật thật, đúng không nào? Vậy thì chúng ta nhận cả hai là đúng rồi, thì tương ứng với d các em sẽ tìm được d phẩy. Và như vậy là cô đã hướng dẫn xong ví dụ số 3, các em cùng quan sát lại một lần nữa. Và tiếp theo các em sẽ cùng với cô đi vào làm ví dụ số 4, cũng là ví dụ cuối của buổi học ngày hôm nay. Ví dụ số 4 cô cho vật thật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ có tiêu cự là 15 cm, và vật thật AB này cho chúng ta ảnh cách vật là 7,5 cm. Và tương tự như những ví dụ trước, đề cũng yêu cầu chúng ta đi xác định vị trí của vật cũng như là vị trí của ảnh. Vậy thì đầu tiên cùng tóm tắt đề với cô này. Đề cho tiêu cự của thấu kính phân kỳ là bằng trừ 15 cm. Tiếp theo ảnh cách vật là 7,5 cm. Và đề yêu cầu chúng ta đi tìm vị trí của vật cũng như là vị trí của ảnh. Rồi, cô tóm tắt đề xong rồi. Vậy bước tiếp theo chúng ta làm gì? Bước tiếp theo các em hãy đọc lại đề, coi lại ví dụ số 4 cô cho là thấu kính hộ tụ hay là thấu kính phân kỳ nha. Vậy thì đọc lại đề chúng ta thấy là đề cho chúng ta đó là thấu kính phân kỳ. Cô có gạch chân sẵn cho các em rồi nè, được chưa? Rồi, thấu kính phân kỳ. Thấu kính phân kỳ mà chúng ta xét trường hợp là vật thật. Vật thật thì sẽ cho chúng ta luôn là ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật, đúng không nào? Vậy tức là ảnh và vật của chúng ta khác tính chất. Mà ảnh và vật khác tính chất thì cô sẽ có là d cộng d phẩy sẽ là bằng l. Rồi cô ghi ở đây nha, d cộng d phẩy là bằng l. Và cô đặt đây là phương trình sao nha các em. Và tương tự như ví dụ số 3, mà ta có gì nè, mà d phẩy thì có phải là bằng d nhân f trên d trừ f. F ở đây chính là tiêu cự của thấu kính phân kỳ và đề cho là f bằng trừ 15 cm. Vậy chỗ nào có f, cô thay bằng trừ 15 cm thì cô có sẽ bằng trừ 15d trên d cộng 15. Rồi quay trở lại với phương trình sao, ở vị trí d phẩy các em hãy thay cho cô đó là bằng trừ 15d trên d cộng 15. Vậy thì phương trình sao của cô sẽ có dạng, rồi sao sẽ tương đương với cái gì nào? D cô giữ nguyên, d phẩy thì cô thay là bằng trừ 15d, vậy chỗ này sẽ là dấu trừ nha em, trừ 15d trên cho d cộng 15 và sẽ bằng l là bằng 7,5 cm. Và tương tự như vậy chúng ta sẽ đi quy đồng mẫu thuyết nào. Rồi chúng ta sẽ có d sẽ là d bình phương cộng 15d và trừ 15d sẽ bằng gì nào? Nhân lên đây sẽ là bằng 7,5d cộng 112,5. Và tiếp tục cô chuyển về và đổi dấu thì cô sẽ có là d bình phương sẽ trừ 7,5d trừ cho 112,5 bằng 0. Và các em đã thấy phương trình bậc 2 xuất hiện rồi đúng không nào? Vậy thì việc của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ đi bấm máy và tìm nghiệm.
Và khi cô bấm máy thì cô ra được hai điểm, đó là D, đáp án 15 cm, và D bằng -7.5 cm. Rồi các em quan sát, ở nghiệm D bằng 15 cm cô nhận. Nghiệm tiếp theo cô loại. Lý do là gì? Các em đọc lại đề. Đề đang xét chúng ta xét là vật thật, mà rõ ràng ở nghiệm thứ hai D bằng -7.5 cm đó chính là vật ảo, đúng không nào? Vật ảo thì chúng ta bỏ qua. Vậy là nghiệm này cô loại nha. Vậy tương ứng với nghiệm là D bằng 15 cm thì cô sẽ tìm được vị trí của ảnh là D phải sẽ bằng -7.5 cm. Và đến đây các em kết luận cho cô nha. Chúng ta kết luận gì nào? Chúng ta kết luận nó là vật sẽ cách thấu kính một khoảng là 15 cm và ảnh sẽ cách thấu kính một khoảng là 7.5 cm. Và như vậy cô đã hướng dẫn các em xong toàn bộ nội dung của buổi học ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là